Xin kính chào và mời quý vị cùng cập nhật tin tức an ninh trật tự, an toàn xã hội cùng an ninh cận cảnh. Bản tin lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Tôi là Thái Dương, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện 9 tấn thực phẩm gồm bánh kẹo, rượu, in chữ nước ngoài trên một chiếc ô tô tải. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. Lái xe là Đào Minh Hiệp, trú tại Lào Cai khai nhận đang chở thực phẩm bánh kẹo từ biên giới tỉnh Lào Cai về La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội để làm rõ chủng loại, số lượng, nguồn gốc hàng hóa. Tại đây, các lực lượng tiến hành mở thùng hàng, ghi nhận trên xe ô tô tải của Hiệp chở khoảng 9 tấn bánh kẹo, thực phẩm, rượu đều ghi chữ nước ngoài trong đó có 200 thùng bánh trung thu với tổng cộng 1.600 chiếc bánh. Hiện các lực lượng đang tiếp tục kiểm đếm số lượng chủng loại hàng hóa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vào chiều 5 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT, tương đương hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 17 đối tượng. Ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân BO trên website lokichi.com. Có mấy chủ đặt tại nước ngoài, tại Việt Nam đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn 34 tuổi, trú quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi 30 tuổi, trú huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên cầm đầu. Các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ dự đoán xu hướng lên xuống của cặp tiền ảo để thu hút nhiều người chơi, các đối tượng thường xuyên chụp ảnh mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi. Sau thời gian theo dõi, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An đồng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 17 đối tượng, gồm 10 nam 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng trong ngày 5 tháng 9 tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về 13 ca bệnh là học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định sức khỏe của 11 học sinh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã ổn định và sẽ được xuất viện trong từ 1 đến 2 ngày tới. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đối với các mẫu bệnh cho kết quả không dương tính với bệnh bạch hầu và viêm màng não. Do đó, đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chưa nghĩ đến các ca bệnh liên quan tới bệnh truyền nhiễm. Như chúng tôi đã thông tin trước đó từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, 13 em học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có một số biểu hiện như ốm sốt, đau đầu, hoa mắt chóng mặt buồn nôn đã được chuyển đến bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi điều trị. Trong đó một em đã tử vong, hiện sức khỏe của các em còn lại ổn định, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong thời gian tới. Để ứng phó với bão số 3, tỉnh Nam Định tích cực thông báo kêu gọi tàu cá đang hoạt động trên biển di chuyển khỏi khu vực dự kiến bão đi qua, chủ động đưa tàu cá về neo đậu tại các khu neo đậu tránh trú bão. Theo đó, tại cảng cá Ninh Cơ, huyện Ninh Hải đã có rất đông tàu cá cập cảng, tiến hành bốc dỡ hàng hóa cũng như các loại thủy hải sản, sau đó đưa vào khu neo đậu để tránh trú bão, đảm bảo an toàn. Tỉnh Nam Định hiện có hơn 1.700 phương tiện tàu thuyền với gần 5.300 ngư dân. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền đã nhận được thông tin. Số người trên các liều tròi trong coi đầm bãi đã nhận được thông báo về chuyển biến, hướng đi của bão. Sáng nay 6 tháng 9, toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn tàu cá, tài sản và ngư dân khi có yêu cầu. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mường La tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng: Cà Văn Phương sinh năm 2004, tạm trú bản Cướp, xã Mường Bú, huyện Mường La và Quang Văn Phương sinh năm 1995, trú bản Tà Sai, xã Triền Lao, huyện Mường La về hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy. Tại cơ quan công an, Cà Văn Phương và Quảng Văn Phương khai nhận do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng nên đã thông đồng với nhau để trộm cắp tài sản của người dân khi đến thăm khám điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Mường La, sau đó bán lấy tiền để mua ma túy sử dụng. Được biết, Quảng Văn Phương đã có hai tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Mường La đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao, 38 tuổi, và Hoàng Văn Thắng, 28 tuổi, cùng ngụ thành phố Hải Phòng. Cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Tuy Hòa phát hiện một nhóm người từ thành phố Hải Phòng đến thuê trọ lưu trú trên địa bàn hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm này áp dụng phương thức hoạt động dán phát tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp ngày với lãi suất thấp. Tháng 2 năm 2024, công an thành phố Tuy Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh, trong đó xác định nhóm cho vay lãi nặng này do Lê Đức Giao, Hoàng Văn Thắng cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Quá trình điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, những người trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa vay số tiền gần 2,7 tỷ đồng với lãi suất từ 282,5 đến 386% một năm. Số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng. Đến ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Tuy Hòa đồng loạt ra quân bắt giữ Lê Đức Giao cùng hai đồng phạm khi đang ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cùng lúc, hai mũi tấn công khác bắt giữ Hoàng Văn Thắng cùng bốn nghi phạm khác tại thành phố Tuy Hòa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 200 bộ hồ sơ gồm chứng minh nhân dân, căn cứ công dân của những người vay tiền, 14 điện thoại, 3 xe máy, một bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiêu dùng cùng 5 triệu đồng. Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ người trốn truy nã sau gần 10 năm và di lý từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền. Theo hồ sơ cuối năm 2014, Võ Ngọc Toàn sinh năm 1985, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố và ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Toàn thường xuyên thay đổi nơi ở, công việc khác nhau và di chuyển qua nhiều tỉnh thành nên các tổ truy bắt đều mất dấu. Gần đây công an huyện Hàm Thuận Bắc đã xác định Võ Ngọc Toàn đang làm thuyền viên cho một tàu cá trên địa bàn tỉnh bến tre tuy nhiên khó khăn lớn nhất là trên địa bàn tỉnh này có quá nhiều tàu cá và thuyền viên trong khi võ ngọc toàn đã thay tên đổi họ sống trên tàu ít khi về đất liền và liên tục thay đổi tàu cá làm việc ngoài việc thay tên đổi họ thì võ ngọc toàn còn để riêng mép và xăm nhiều hình ở hai cánh tay ngực để tránh bị nhận diện nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định thuyền viên tên hậu chính là bị can võ ngọc toàn vào chiều 31 tháng 8 khi toàn cùng tàu cá của ông tê vừa về đất liền đã bị tổ công tác phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng bình thắng đồn biên phòng cửa đại bắt giữ kết thúc 10 năm trốn truy nã của toàn cũng trong ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Iakering, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 5 tuổi, nghi do bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật. Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, chị Dương Thị Tùng, là mẹ của cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt, 5 tuổi, đã tới công an phường Iakering để trình báo về việc con trai bị bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật số 57, đường Trần Nhật Duật, phường Iakering, thành phố Pleiku, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và phát hiện bé Kiệt nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bé có nhiều dấu hiệu nghiêm trọng như ngưng tim, ngưng thở, cùng nhiều vết bầm tím và trầy xước trên cơ thể. Mặc dù được cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Trước đó gia đình đã gửi bé Kiệt tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân do bà Phạm Thị Hồng quản lý. Cơ sở này hiện đang chăm sóc 57 trẻ, hoạt động từ năm 2011 nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, vụ bạo hành ngược đãi trẻ em tại máy ấm Hoa Hồng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh để răng đe chung, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự. Cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng khởi tố hình sự vụ bạo hành này. Vụ bạo hành trẻ em tại máy ấm Hoa Hồng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc trong dư luận bởi nhiều năm trước, nơi đây được biết tới là máy ấm thực sự của các mảnh đời mồ côi, cơ nhở. Thì nay, sự thật cho thấy hành vi bạo hành trẻ em đã xảy ra nhiều lần và trong thời gian dài. Sự việc do chính nhân viên tại máy ấm thực hiện. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, hiện toàn bộ 85 trẻ tại máy ấm đã được đưa về chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập là Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, Làng Thiếu Niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp dư luận đều mong muốn các bé có cuộc sống ổn định cả về thể chất và tinh thần đồng thời hành vi bạo hành trẻ cần được xử lý thích đáng nơi này là có nhiều lần bọn chi đưa đưa quà tặng các bé rồi nhưng mà bây giờ như vậy chỉ quá bức xúc luôn tại sao là 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 có một những cái báo mẫu như thế mà cần phải nghiêm nghiêm trị cực kỳ mạnh luôn và wow. truyền thông lớn ra để để cho mọi người biết khi làm một nghề bảo mẫu này phải dùng tâm dùng đức mà trẻ em là không được hành hạ Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đánh giá vụ việc xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng hết sức nghiêm trọng về hành vi, mức độ bạo hành. Đề nghị cơ quan chức năng kịp thời có các biện pháp xử lý để đảm bảo sự an toàn đối với các trẻ ở mái ấm. Chúng tôi khẳng định rằng những vụ cá nhân, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc chắc chắn phải được xử lý nghiêm minh, quy định pháp luật, không ai có thể bảo vệ hoặc là có cái hành vi khác. Theo các chuyên gia pháp lý, mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ là trái pháp luật và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Trong vụ việc này, các hình ảnh, clip bạo hành đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, xử lý đối với các bảo mẫu do những tâm hành hạ các cháu bé. Qua đánh giá những thông tin được báo chí truyền thông đăng tải, thì có dấu hiệu của hai tội hình sự có thể được xem xét đó là tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi và tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã chỉ đạo khẩn trương xác minh vụ việc hành hạ trẻ ở máy ấm Hoa Hồng và xử lý nghiêm để răng đe. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện kịp thời và ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn. Và cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết ngày hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên sóng Đài Phát Thanh và truyền hình Long An.